Ngày đầu tiên ở đất nước Việt Nam. Chào mừng bạn tham gia chuyến du lịch thú vị của chúng tôi. Tôi đang ở trên máy bay. Hôm qua tôi bay từ Mỹ về Việt Nam. Tôi có kế hoạch làm việc lâu dài ở Việt Nam. Ngoài trời đang mưa. Tôi hơi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi thôi. Bây giờ là 3 giờ sáng. Tôi ngủ rất ngon. Tôi giật mình thức giấc khoảng 7 giờ. Nhưng đến 8 giờ tôi mới thức luôn. Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi đang đánh răng. Tôi đang rửa mặt. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Ở Việt Nam tôi có rất nhiều bạn bè tốt. Chút nữa tôi sẽ đi gặp họ. I don't understand the conversation. Let's go to the class learning Vietnamese. Now we begin to learn Vietnamese. We only give you the most popular phrases and the most useful phrases. You will can communicate effectively in a short time when listening to the right Vietnamese voice. Now review the video carefully. Listen to speak again. Please imagine vivid images. Especially pay attention to time when these things happen. Think of cartoon images, colors, sounds. When pause video, you have to look at the clock to know what time it happened. Imagine a real situation. Doing it is very useful for your memory long time later. This is our breakthrough method. We repeat again. You need to look at the clock and imagine reality while repeating with us. We call this the human time tool method. It will be very helpful to remember sentences and words at the right time in future that you're seeing on the watch now. When you put it into practice, you will be surprised. By the way, I also recommend the Lesson method to learn vocabularies in a happy way. You don't feel pressure to acquire new words. Moreover, you will remember them for a lifetime. This method is made by lessons combined with friendly song tunes. Now we learn about greetings first. And tonight we'll have more time to review past events. Greetings in Vietnamese. Đoạn hội thoại mẫu 1. Chào bạn Phương. Chào bạn Mỹ. Lúc này bạn khỏe hả? Mình khỏe. Cảm ơn bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở Việt Nam đó. Ồ, bạn ngủ có ngon không? Tôi ngủ rất ngon. Không khí ở Việt Nam thật là tuyệt vời. Vậy là tốt rồi. Chúc bạn may mắn nhé. Bạn cũng vậy nhé. Tạm biệt bạn. Ok, hẹn gặp lại bạn.